với 39 điểm sau 27 trận đã đá, cùng với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League và việc bị Liverpool đánh bại trong trận chung kết Cúp Liên đoàn đã biến mùa giải năm nay trở nên đáng quên với Chelsea, bất chấp việc đội bóng thành London đã mang về sân Stamford Bridge không ít những ngôi sao đắt giá cùng ông thầy danh tiếng người Argentina là Mauricio Pochettino. Vào lúc này, cơ hội duy nhất để đến với đấu trường châu Âu mùa sau và cũng có thể là cứu vãn một mùa giải trắng tay cho The Blues chính là FA Cup. Và vào cuối tuần này, Chelsea sẽ có trận tiếp đón Leicester trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng tứ kết FA Cup. Trước khi bước vào trận đấu này, Chelsea đã có chiến thắng 3-2 trước Newcastle trong khuôn khổ vòng 28 giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, điều này dường như cũng chưa thể khiến những người yêu mến đội bóng áo xanh có thể an tâm. Dẫu vậy, với một đối thủ đang chơi ở hạng dưới như Leicester, có lẽ đoàn quân của huấn luyện viên Pochettino vẫn có cơ hội lớn để tiến vào bán kết trước khi nghĩ đến chức vô địch. Bên kia sân, Leicester City đến London với hành trang là trận cầu tệ hại hòa 2 đều trước Hull City. Bầy cáo đang không có phong độ tốt khi thua 3, hòa 1 trong 5 trận đấu gần nhất. Dù đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng Championship và có cơ hội rất lớn để trở lại giải Ngoại hạng Anh, nhưng Leicester cũng phải chịu sự bám đuổi quyết liệt đến từ Leeds và Ipswich, những câu lạc bộ chỉ kém họ lần lượt 3 và 4 điểm. Vì vậy, đội bóng của huấn luyện viên Enzo Maresca chắc chắn sẽ ưu tiên mục tiêu lên hạng thay vì quyết đấu với Chelsea tại FA Cup. Về lực lượng, The Blues vắng mặt trụ cột ở tuyến dưới là Chilwell và Colwin sau trận thắng Newcastle vì chấn thương. Bên cạnh những ca bệnh dài hạn như Lavia, Nkunku, James hay Fofana. Tuy nhiên, với những ngôi sao còn lại, đặc biệt là bộ ba trên hàng công đang thi đấu ấn tượng gồm Palmer, Gallagher và Sterling, Chelsea vẫn mạnh hơn đội khách khá nhiều. Bên phía Leicester sẽ không có sự góp mặt từ Denis Suárez và Ricardo Pereira do chấn thương. Dù vậy, xét về đẳng cấp lẫn chất lượng đội hình, rõ ràng Leicester City cũng không thể so sánh với Chelsea ở thời điểm hiện tại, dù đội bóng của Pochettino chơi không quá ổn định. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea là đội chơi tốt hơn với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trước bầy cáo. Về phong độ, xét theo 5 trận đấu gần nhất thì cả hai không quá khác biệt. Chelsea thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trong khi đó thì Leicester cũng thắng 2, hòa 1 và thua 2 trận. Ở trận này, Chelsea chấp Leicester 1/4. Xét về đẳng cấp, rõ ràng Leicester City cũng không thể so sánh với Chelsea ở thời điểm hiện tại, dù đội bóng của Pochettino chơi không quá ổn định. Lịch sử cũng đang ủng hộ đội chủ nhà khi họ thắng 4 và hòa 1 trận trong 5 trận đấu gần nhất gặp bầy cáo. Do đó, người hâm mộ có thể tin tưởng vào một chiến thắng cho The Blue ở trận đấu này. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu là 3 hòa. FA Cup chính là cơ hội duy nhất để Chelsea có được một danh hiệu vô địch ở mùa này, nên chắc chắn đội chủ nhà sẽ chọn lối chơi tấn công để sớm giải quyết trận đấu trước một đối thủ bị đánh giá dưới cờ. Còn Leicester như đã đề cập, mục tiêu quan trọng của bầy cáo lúc này là trở lại Premier League, nên chưa chắc họ đã tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu ít cơ hội này. Dự đoán Chelsea vượt qua Leicester với tỷ số 3-1.